giữa tháng 3 năm 1873, quân Pháp đổ bộ xuống đánh đồn Rồng Nghệ và Hàng Chàm, sau đó tập trung lực lượng tấn công căn cứ Bảy Thưa. Chỉ huy Trần Văn Thành cùng nghĩa binh ngoan cường chống trả quyết liệt để bảo vệ đồn lũy. Nhanh lên, mau tiêu diệt hết bọn chúng. Rõ. Quân Pháp tới rồi, mau tìm chỗ nấp. Mau tìm cách tới bản doanh, báo tin cho quản cơ Trần. Rõ. Thưa quản cơ Trần, bọn chúng chia làm hai cánh quân. Một cánh từ rạch Mặc Cần Lưng tấn công đồn Rồng Nghệ, cánh thứ hai từ Châu Đốc tiến xuống Bình Thạnh Đông tấn công đồn Hàng Tràm và đồn Hờ. Bọn chúng binh lực mạnh như vậy, e rằng... Quản cơ, giặc tiến đánh đồn Cái Môn, nghĩa quân ta lui về đồn Sơn Trung. Anh em ai nấy đều dũng cảm ngoan cường chống trả quyết liệt, nhưng đồn Sơn Trung cũng thất thủ rồi ạ. Hả? Thất thủ rồi sao? Các anh em có thoát được không? Bị thương nhiều không? Đội nhất năng tự sát, còn đội chín văn thì tử trận. Ông Trần Văn Trải bị thương ở đùi, không chạy được nên bị giặc bắt rồi ạ. Mau lệnh cho các anh em sẵn sàng chiến đấu, bọn giặc sẽ nhanh chóng tới đây thôi. Rõ. Phải đánh tan đồn Hưng Trung, tiêu diệt sạch căn cứ Bảy Thưa, để xem lần này Trần Văn Thành kia có thoát được không. Bắn. Quản cơ Trần, ông không thể chết, nghĩa quân không thể thiếu ông được. Tôi không thể chiến đấu cùng anh em được nữa. Hãy dẫn dắt anh em đuổi giặc Pháp ra khỏi đất nước. Quản cơ Trần. Sau trận càn quét tháng 3 năm 1873, cuộc khởi nghĩa do Trần Văn Thành lãnh đạo thất bại. Tuy vậy, cuộc khởi nghĩa này đã cho thấy ý chí quật cường và truyền thống yêu nước bất khuất chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta. Để ghi nhớ công lao vị anh hùng dân tộc Trần Văn Thành, nhân dân trong vùng đã xây dựng đền thờ ông vào năm 1952, đó là di tích Dinh Trung Sơn tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.